Hello hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Batman Gaming. Ngày hôm nay Royal sẽ hướng dẫn anh em 4 cách có thể kiếm tiền từ tựa game Titan Hunter nha. Và trong khoảng thời gian vừa qua, anh em có thể theo dõi được Batman Gaming đã làm ra rất nhiều video hướng dẫn anh em cách có thể là chơi game Titan Hunter như thế nào nè, cách mua token như thế nào, tạo tài khoản ra sao và vân vân và vân vân, đúng không anh em? Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì Ryan sẽ hướng dẫn anh em 4 cái cách kiếm tiền phổ biến nhất trong tựa game Titan Hunter anh em nha. Ok anh em, cách đầu tiên là gì ạ? Cách đầu tiên là cày chay anh em nha. Đây là cái cách giúp cho những anh em không muốn bỏ vốn ra nhưng vẫn có thể kiếm được tiền. Thì cách này đúng như cái tên của nó luôn anh em à. Thì cách này sẽ giúp anh em không cần phải bỏ ra một khoản chi phí nào cả. Nhưng bù lại anh em phải bỏ nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn. Và khi anh em bỏ nhiều thời gian, nhiều công sức như vậy á, thì anh em mới có thể kiếm được tiền từ cái việc mà anh em cày chay ra như vậy. Vậy thì cái cày chay kiếm tiền ra sao? Thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chi tiết hơn nha. Đầu tiên á, anh em phải có một cái tài khoản của Titan Hunter trước. Thì anh em đăng ký rất là đơn giản. Nếu anh em nào chưa biết cách đăng ký tài khoản như thế nào thì có thể là xem lại video ở trên kênh YouTube của Batman Gaming anh em nha. Thì cái cách đầu tiên là anh em phải có được cái tài khoản, bước một á, anh em phải có được cái tài khoản của Titan Hunter. Và lưu ý nha, trong cái cách này thì anh em khoan hãy kết nối ví anh em nha. Anh em không có kết nối ví ở cái bước này, anh em chỉ đăng ký tài khoản và anh em vô chơi thôi. Và đặc biệt hơn á, trong cái khoảng thời gian vừa qua khi Brian làm và chơi cái tựa game Titan Hunter này, và trong cộng đồng có rất nhiều anh em hỏi là làm thế nào để có thể là mua được những khẩu súng, và có rất nhiều anh em muốn mua súng anh em à. Mua những khẩu súng NFT á, nhất là khẩu súng về piston mà hệ lá đó anh em. Thì nếu như anh em nào á mà cày ra được những cái súng như vậy, anh em có thể bán trực tiếp với nhau. Nên là khi mà bán trực tiếp như vậy á, anh em phải cần lưu ý nha. Cần lưu ý rằng là phải thật sự tin tưởng nhau thì chúng ta mới thực hiện được cái giao dịch này. Anh em lưu ý giùm mình cái này nha anh em nha. Tại vì thông thường mỗi khẩu súng như vậy á, ví dụ khẩu súng 2 sao thì dao động đâu đó từ 150-200, nếu mà 3 sao thì là được khoảng 500. Còn hơn thế nữa thì anh em, cái đó là lúc đó anh em tự trao đổi và tự thương thuyết với nhau anh em nha. Ok, đó là cách đầu tiên. Vậy thì cách thứ hai đó là gì ạ? Cách này mình tin chắc rằng đây là một cách rất là phổ biến luôn. Vì đây là một cái cách của những anh em trader cũng như anh em holder đã làm, đúng không? Anh em chỉ làm một cách đơn giản hơn rất nhiều. Không cần phải bỏ thời gian để chơi game, không cần phải bỏ thời gian đầu tư tiền vô để có thể là đầu tư một cái tài khoản để chơi game, mà anh em có thể là mua token, có là mua ở giá thấp và bán ở giá cao. Vậy thì mua giá thấp bán giá cao thì cái quan trọng nhất là mình tin chắc rằng anh em phải, thứ nhất là ngoài cái việc mà anh em xem thử là giá, cái quan trọng nhất là vẫn là cái thời điểm anh em vào, thời điểm anh em đầu tư vẫn là cái quan trọng nhất. Mặc dù là anh em có thể đánh giá được là chi tiết nè, dự án nè, có ngon hay sao không nè, rồi xong rồi gameplay chơi như thế nào nè, rồi đội ngũ dev đằng sau là ai nè, backer là ai nè, hoặc là những cái quỹ đầu tư phía sau có giúp dự án thành công không. Mình tin chắc rằng sau khi anh em phân tích cơ bản xong rồi thì anh em mới xác định được rằng là cái vùng giá anh em vào có hợp lý hay chưa. Thậm chí hiện tại nè thì giá hiện tại nè có vào được hay chưa, đây có phải là đẩy hay chưa, đúng không anh em? Thì anh em luôn hãy đặt cái câu hỏi đó. Và nhất là những anh em trader cũng như anh em holder, mình tin chắc rằng quan trọng nhất vẫn là thời điểm anh em đầu tư vào, đó mới là cái quan trọng nhất, đúng không anh em? Vậy thì để mà như thế nào phân tích một dự án đầy đủ ra sao, phân tích tokenomics của nó như thế nào, thì mình sẽ dành cho anh em một cái video riêng luôn, một video phân tích riêng về cái con Titan Hunter này luôn, riêng về token Titan Hunter này, ở trong game Titan Hunter đang dùng để làm cái gì, cung lưu thông ở bên ngoài bao nhiêu rồi, và cáp hiện tại bao nhiêu, thanh khoản S như thế nào. Thì ok, mình sẽ có một video nói riêng về cái đồng Titan Hunter này, anh em hãy chờ đợi video này nha. Và đây là cái thứ hai, anh em có thể là mua thấp và bán giá cao. Và cái cách thứ ba mà Ryan muốn chia sẻ cho anh em trong cái video này, đó là anh em sẽ tự bỏ tiền của anh em ra để anh em đầu tư vào một tài khoản của game Titan Hunter và anh em chơi. Và anh em cũng là người tự bỏ thời gian của anh em ra để anh em bắt đầu chơi với tựa game Titan Hunter và bắt đầu earn ra từ cái việc chơi game anh em nha. Thì trong cái cách này á, thì sẽ có câu hỏi rằng là chúng ta nên đầu tư như thế nào. Thì cái câu này thì mình có sẽ chia sẻ cho anh em như sau. Sẽ có hai cách để chúng ta có thể bắt đầu đầu tư với một tài khoản game nha. Một á, là anh em có thể là cày chay ra những cái vật phẩm, gọi là vật phẩm nó xịn đó anh em à. Nó giống như là súng xịn nè, hoặc là những cái gear nó xịn nè. Thì anh em bắt đầu có những cái súng, những cái gear như vậy nó xịn rồi á, thì anh em mới bắt đầu NFT nó lên. Và khi mà chúng ta đã NFT nó lên rồi á, thì chúng ta bắt đầu mới earn được Titan anh em nha. Nên là vì thế là
khi mà anh em chỉ cần có một cái đồ NFT thôi thì anh em cũng đã bắt đầu có thể earn ra được rồi. Đó là cách đầu tư đầu tiên. Và cách đầu tư thứ hai á, là anh em có thể là mua cái lượng một lượng Titan và nó bắt đầu mở bot luôn. Và khi anh em mở bot ra như vậy á, thì anh em sẽ có được luôn ngay NFT. Và khi có NFT như vậy rồi á, thì anh em có thể là bắt đầu earn ngay lập tức luôn, chứ không cần phải bỏ thời gian ra để anh em phải cày ra những cái NFT hoặc là những cái vật phẩm nó xịn thì anh em mới NFT lên được. Anh em nha, đây là cách thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Nhưng trong cái cách thứ ba này, anh em mở bot thì anh em hãy lưu ý với mình nha, là đôi lúc á, mở bot là một cái hên xui, nó có thể ra đồ xịn cho anh em được, nhưng có thể là nó đôi lúc nó cũng không ra được những cái đồ nó quá xịn như là anh em mong đợi đâu. Đấy, hoặc là đôi lúc á, khi anh em mở ra những cái đồ đôi lúc nó bị trùng nhau rồi, đúng không? Thì nó cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Có thể là khi mà anh em chơi hết cái lượt một rồi thì bắt đầu qua lượt 2 thì anh em cũng phải là lấy cái những cái đồ anh em chưa sử dụng đó, anh em bỏ vào và anh em bắt đầu mới earn tiếp được nha anh em nha. Đây là cái cách thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Và cái cách cuối cùng mà Ryan muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay, đó là chính là những anh em muốn mở trại. Thông thường những anh em muốn mở trại này á, thì anh em sẽ có những cái vốn rất là lớn, và cộng thêm nữa anh em cũng sẽ không có thời gian nhiều. Và khi mà anh em có vốn lớn nhưng anh em sẽ chưa có cái quy trình đào tạo nhân sự như thế nào, cũng chưa có, đúng không nào? Và cũng chưa có cái quy trình để làm thế nào để chúng ta có thể là tối ưu hóa được cái lợi nhuận ra sao. Thì trong quá trình vừa qua thì Bang Gaming cũng đã lập ra những cái trại như vậy rồi. Và trong quá trình lập như vậy thì Bang Gaming sẵn sàng chia sẻ cho những anh em nào mà muốn lập cái trại nha. Vì tại vì cái ưu điểm của này là gì? Cái thật sự á, anh em bỏ vốn ra lớn nhưng mà cái lợi nhuận anh em đem về có thể rất là lớn anh em nha. Cộng thêm nữa, một cái rủi ro ở đây là gì ạ? Rủi ro là khi anh em, cái quan trọng nhất là vẫn là cái giá token anh em vào là lúc nào, thời điểm nào, quan trọng nhất là lúc đó nha anh em nha. Và khoảng anh em sẽ luôn luôn đặt ra là thế tôi đầu tư như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình mới có thể là thu hồi lại được cái vốn của mình. Thì trong quá trình mình làm việc á, thì mình mới phát hiện ra được rằng á, cái việc hoàn vốn á, cũng tùy thuộc vào cái năng lực cái người chơi nữa, cái chiến lược của mỗi người chơi ra sao, chiến lược của mỗi trại ra sao, làm như thế nào để tối ưu hóa được nhất cái lợi nhuận khi chúng ta đầu tư một số tiền lớn vào. Thì trong quá trình vừa qua, giống như ở tại thị trường Việt Nam hiện tại á, giống như là Bang Gaming cũng như Ryan cũng như những anh em mà trong core team á, thì anh em cũng đã thấy được rằng là đã tiên phong làm con này và đã tìm hiểu rất nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể là tối ưu hóa được cái việc lợi nhuận khi mà chúng ta mở trại. Tại vì việc mà chúng ta chơi cá nhân một mình á, nó là khác rồi, nhưng việc chúng ta có thể mở rộng ra một cái trại vài trăm tài khoản, thậm chí cả ngàn tài khoản, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Thì Bang Gaming luôn sẵn sàng chia sẻ những cái cách để chúng ta vận hành như thế nào nè, cái cách mở trại là sao nè, để cho giúp những anh em nào á, mà muốn mở trại hoặc có những cái số tiền gọi là tiền nhàn rỗi muốn đầu tư để thành lập ra một cái vui game hoặc thành lập ra những cái trại game như vậy á, để có thể là tối ưu hóa được cái lợi nhuận khi mà chúng ta bỏ tiền vào anh em nha. Thì đây là cách thứ tư mình muốn chia sẻ cho anh em, là bốn cái cách trên á, là bốn cách hiện tại trong tựa game Titan Hunter đang có bốn cái cách như vậy có thể giúp anh em có thể kiếm được tiền. Vậy thì trong cái video tiếp theo á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em một ngày như vậy á, một người sẽ chơi được khoảng bao nhiêu tiền anh em nha, một ngày như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ cái việc chơi game Titan Hunter. Và chúng ta có thể là một ngày như vậy á, thì một cái trại game như vậy á, khoảng tầm 100 tài khoản, 200 tài khoản, 300 tài khoản thì nó sẽ có được cái mức lợi nhuận thì như thế nào. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ làm ra những một cái chuỗi series như vậy cho anh em nha. Ok anh em. Và rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như anh em chưa like hoặc là chưa subscribe kênh YouTube, hãy cho Bang Gaming xin một like, một subscribe nha. Và anh em nhớ join vào cộng đồng Bang Gaming cũng như cộng đồng Titan Hunter Việt Nam, mình sẽ để đường link phía bên dưới phần mô tả video này anh em nha. Và rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.